có gì? Quy Team có. Hình nhá, đầu tiên là về đầu xe đi. Đây con này là V4 này. Thế anh em vẫn biết là những cái xe 150 này, 300 ấy, nó đều có diesel của bọn 1000 hết. Con này theo diesel của con R7, anh em biết con R7 không? Đúng không? Một cục cả đây, đèn trợ sáng nhỉ. Nhưng mà con này là mình thay rồi nhá. Đều có hai như này. Con bên này thì theo phong cách của con CBR 250R, gọi là hoa hậu của dòng 300 phân khối trở xuống ấy. Con này rất giống luôn 250 nhá. Đấy thì về ngoại hình thì mình sẽ không so sánh quá nhiều hoặc là con nào đẹp hơn hay con nào xấu hơn đâu, tùy thẩm mỹ mỗi người. Ok nhá. Con này thì nó nhìn chiến hơn, con này nhìn kiểu góc cạnh thanh lịch hơn. Đấy, tùy anh em thích dòng xe nào, ngoại hình con nào. Thì bây giờ mình sẽ đi qua đến những cái so sánh xem con này và con này nó có điểm gì giống nhau và khác nhau nhá anh em nhá. Về CBR 150R nhá, đều là máy 150cc hết. Con này có nồi chống trượt 2K. Con này thì máy 155, chênh nhau quá nhiều, cũng có nồi chống trượt. CBR 150 có ABS 2 kênh. Đây. Và đây. Ok anh em. Cũng qua ABS nhá. Trước sau luôn nha. Đấy. Thì về phuộc trước. Ok. Honda CBR dùng phuộc Showa. Con này là dùng phuộc KIB. Thì đối với dòng 150 ấy, thật sự là hai con phuộc này nó có gọi là tương đồng nhau thôi, không quá là chênh lệch quá nhiều. Ok, nên là hai con sẽ cộng được 1 điểm nữa nhá. Thế bây giờ hai con đều có 3 điểm như nhau. Thế bây giờ ok. Bây giờ mình chỉ ra cho anh em là hai con này có sự khác nhau gì nhá. Con này có những cái gì mà con này không có những cái gì mà nó chênh nhau mười mấy triệu liền. Về phần ghi đông nhá, công tắc này, đèn còi xi nhan passing là đầy đủ hết này. Bên này thì mỗi đề thôi anh em ạ. Qua bên này đi. Ok. Đèn còi xi nhan passing đầy đủ hết này. Đấy, bên này này, start top này, run này. Ở đây là đề này, công tắc đề rất là hay luôn ấy. Ui, giống R1 này. Đây là hazard này. Ui, con này còn chỉnh mốt này anh em này. Chỉnh mốt, chỉnh những cái trên đồng hồ này. Thấy chưa, nhìn đồng hồ hai con xem này. Đấy, đây mình đang bật hazard này. Bên này nhiều công tắc quá. Con này hơn rồi nhá. Ok, cộng 1 điểm cho R15V4. R15V4 này, nhìn đây này. Quick shift một chiều, ok anh em. Một chiều nha, quick shift nha. Ui, mỗi thanh này thôi. Mỗi thanh này thôi lắm, cộng R15V4 một điểm. Về phần đồng hồ nhá anh em nhá, nhìn này. Con này thì là giống con Winner này. Winner V3 này thì giống luôn nhá. Có đầy đủ luôn báo số này, vòng tua máy này, km này, báo xăng này, tốc độ này. Cái gì nữa đây? Tóm ở đây là chúng ta sẽ có chip A, chip B là con nào cũng có rồi này. Cái này là cái gì ta? Ok. Đấy, những cái đồng hồ, những cái thứ cơ bản thôi. Ở đây sẽ có cái chiếu xa, đèn báo chiếu xa này, đèn báo xi nhan này,
đèn báo động cơ này, mo này, và cái này là đèn ABS. Vậy thì RM5V4 có gì? Yo. Đây, nhiều thứ quá anh em ạ. Đèn báo động cơ này, mo này, phát sinh xi nhan có đầy đủ này, ABS rồi này. Thì nó có cả traction control này cho anh em xem nhá. Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Đây. Đây. Cho anh em xem luôn. Đây, cái đèn này là đèn traction control này. Đấy, nó sáng lên chưa? Thấy chưa? Bên này đó, nó sẽ có cả xi nhan này, tin nhắn điện thoại này. À, con này lại còn thêm một cái nữa là Yamaha ý. Motorcycle Connect nữa cơ. Ôi, cái này thì làm sao mà chẳng hơn tiền. Bản đồng hồ to hơn, rõ hơn, vẫn hiện hết thông tin báo số này, vòng tua máy, tốc độ này, odo này, chip 1, chip 2, chip F này, rồi là báo xăng này, vòng tua, thời gian, giờ này, nhiệt độ này, là điện dụng máy hay sao ấy, chạy check này. Anh em sẽ có những chế độ ở trong này nhá. Rồi là ok, sẽ có những là cái gì đây, chạy check này, rồi là nó sẽ đo được lúc mà anh em chạy check ấy, nó đo được thời gian và quãng đường luôn cho anh em. Ok, con này đương nhiên nó cộng được 2 điểm nữa luôn, đồng hồ và Yamaha Motorcycle Connect. Mình sẽ cho mọi người thấy là cái bản độ này ấy, mình đã độ được khoảng 70% rồi. Nhưng mà sợ anh em hóng quá nên là mình phải ra ngay, quay ngay. Chứ thực ra là nó chưa xong đâu, nhưng mà vẫn phải quay cho anh em xem. Thì xem xe của mình ấy đã độ được những cái gì rồi. Xe của hệ thống uy tín nhá. Đầu tiên ấy, vào giật đầu đi. Bên đây em ơi, vào ghi lông này em ơi. Kính chắn gió thì thật sự là nó chưa có. Đấy, gương cánh gió thì vẫn lắp được như bình thường. Mình sẽ chơi luôn một cặp gương cánh gió như thế này. Mình cũng thay luôn là đi cầu của Tun. Đi cầu của Tun này, mở lên cho anh em xem này. Đấy, ánh sáng màu vàng nhé. Nó sẽ sáng cái đèn zin. Đấy, tiếp theo này, bên ốc titan này, rồi là dây dầu này. Con này là dây dầu heo UK nhé anh em nhé. Đấy, dây dầu heo UK này, đầu ơn này. Cái heo trước ấy, tại sao anh em bảo là sao chưa độ heo trước? Thì nói thật với anh em ấy là mình đã độ heo trước rồi, nhưng cái part heo mình chưa hoàn thiện xong nên là mình chưa lắp được lên. Mình vẫn chạy đĩa zin, heo zin để quay cho anh em xem. Chứ thật ra là mình đã có lên heo màu vàng của gì nhỉ, heo kiểu đúc. Mình sẽ có những cái part heo CNC này cho heo V4 này, rồi đĩa zin này, rồi là đĩa 300 gì tất cả có. Sẽ có nguyên combo bắt heo cho anh em muốn lên heo luôn. Tiếp theo nữa là có một cặp xi nhan M4 đằng trước này, rất là sáng đẹp luôn đấy. Qua camera đằng trước đi em, như này, xi nhan này. Đấy, xi nhan. Con này thì nó nhỏ gọn hơn con zin khá là nhiều. Đấy, nhìn cho nó gọn xe. Tiếp theo lên phần khí động này em ơi. Chúng ta sẽ có một cụm phanh RCS 15 Kosakota Remo RCS Kosakota 15 nhé. Và kèm bình dầu T-Factory này. Thấy chưa? Thì con này là lên để nhồi được cái con heo 4 bit kia. Nhưng mà bây giờ mình vẫn đang dùng tạm. Đấy. Rồi con heo zin rất là mềm này. Không quá lớn này, rất là mềm luôn. Qua bên này đi. Thì bên này mình chơi con TLRM. Thật ra là cũng dùng tạm thôi. Còn hôm nào lên xe hoàn thiện thì 100% thì anh em sẽ biết là nó sẽ là con gì. Đấy. Giàn vỏ thì mình có lên hết ốc titan. Đây, thấy chưa? Xanh lục báo luôn nhá. Số gãy này. Đây. Số gãy camui thái xịn luôn anh em nhá. Thấy chưa? Camui này. Thấy chưa? Về vạch sau này. Đương nhiên rồi. Thương hiệu uy tín. Đương nhiên R15 phải lên lốp to. Đấy, vành âm thanh lốp to. Ok chưa? Được to luôn anh em nhé. Nhìn này. Thấy không? Đấy. Đó luôn này. Qua bên này luôn đi em. Cắt đuôi nhá anh. Cắt đuôi này. Tháo luôn đuôi zin. Dưới này. Thế vẫn dây dầu heo.
màu xanh này, rêu heo này thấy không? Đấy, đầu ơn và heo Brembo màu vàng logo bạc. Bắt heo này là bắt heo Pia Nha nhé anh em nhé, của Thái nhé, bắt heo Pia Nha của Thái nhé. Thì màu vàng thì đương nhiên là con đường trước mình sẽ chơi màu vàng. Bây giờ là mới 70% thôi thì anh em xem tặng. Bu Yoshimura Chikon chính hãng Nhật Bản nhé. Đây, các bạn vào đây này. Đấy, Yoshimura này, Yoshimura Japan này, Made in Japan này. Đấy, thương hiệu từ năm bao nhiêu này. Đấy, con này là con mã Chikon nhé anh em nhé. Đài treo bô này, mình bỏ luôn cái số gãy gác chân sau, bỏ luôn. Để nhất là chỉ chạy một người thôi. Bên này cũng có một cái treo một số gãy đó. Rồi là lốc nồi trong suốt này, thấy chưa. Đèn hậu thì mình sẽ lên đèn hậu tích hợp sinh nhan. Heo trước mình sẽ lên con heo nữa. Phát heo con này thì mình sẽ chạy thêm cho anh em rất là nhiều luôn, chứ cực kỳ nhiều bắt heo sau. Nếu anh em muốn lên heo sau, bắt heo trước là đang chuẩn bị làm, đang trong thời gian làm rồi. Anh em cần lên bắt heo, sorry, anh em cần lên heo trước thì đợi một thời gian nữa, cứ mua xe đi là mình sẽ có bắt heo ra cho anh em lên heo, nghe chưa? Thì đấy, bên giả dốc titan bên này cũng có này, vành to lốp lớn này, đuôi này, cánh chắn gió sẽ có này. Yeah. Lên như thế này thôi, lên đơn giản, sự như thế này thôi. Đấy thì xong quay cho anh em con 15B4 đang trong thời gian hoàn thiện nhé.